ù thích ăn chay. Xin chào các bạn. Chị nè, từ 3 phút đến 5 phút cho nó săn hết nè. Các bạn nè, đó nhân nè. Hấp dẫn. Cô đã hoàn thành xong một ổ bánh mì phá lấu mít. Giờ thấy mất ngày ăn khỏi chê luôn. Bé đang rửa ngò. Bé đang rửa ngò để làm phá lấu. Mít phá lấu ăn với bánh mì không? Chiều nó hai đứa cháu mình khỏi ăn cơm nha. Ok. Ăn cơm hoài mập quá. Bánh mì biết mập không? Mít non giờ khó kiếm lắm các bạn ơi. Rất là khó kiếm luôn á. Chỉ ngày chay thì người ta mới bán thôi. Xin chào các bạn. Hôm nay mẹ ù quá, nó đi đâu nó tìm được với mít non mà ngon thiệt là ngon luôn á, lâu lắm rồi. À, cô bé cũng nhớ lại cái hương vị mít này hồi xưa á, cô bé đi chùa trên quê á, mấy thầy hay chặt cái chùa mít đó, mấy thầy hay chặt mít ra kho nước dừa đồ ăn á, nhưng mà giờ cô bé không có kho, cô bé là làm phá lấu mít phá lấu rồi ăn với bánh mì với bánh bao. Thì trước thì làm hai cô cháu dùng buổi chiều rồi chia sẻ cho các bạn luôn, nếu mà ngon đó nha, còn giả thì thôi nha các bạn. Giờ cô bé mà này dĩa mít ngon ghê hơn các bạn giờ ù cầm dĩa mít này ngon quá trời luôn á. Thì giờ cô bé xin giới thiệu nguyên liệu, nếu các bạn nào có thích món này á thì bắt tay vô làm với cô bé, xem video bắt tay vô làm với cô bé nha. Giờ trước nhất là cô bé xin giới thiệu là mít. Ở đây là cái mít này cũng hơn 1kg nha các bạn. Tùy theo các bạn ăn nhiều ăn ít. Nếu mình ăn ít thì mình ra chợ tới nhầm cái mùa mít á thì mình mua chẳng hạn gì 2-3-4 lát gì thôi. Còn này tại vì nhà cô bé làm đặng để cô bé còn cho mấy người bạn này kia nữa đó. Mít này mít non nha các bạn. Các bạn coi nè, nó không có hột non, mít non mà luộc rồi nè các bạn. Sao là phải có nước dừa tươi, không thể thiếu nước dừa tươi nha các bạn. Tương ớt Hàn Quốc nha các bạn. Thì các bạn nào không có tương ớt Hàn Quốc có thể là dùng tương ớt thường cũng được. Là 2 muỗng canh nước tương. 2 muỗng canh tương đen. Ngũ vị hương, nhưng mà mình xài ít xài nhiều vậy thì theo khẩu vị nhà mình. Cô bé đây chắc xài cũng khoảng muỗng canh nè, tại mít nó nhiều quá. Thì theo mít nhiều với ít đi, mít thì các bạn xài chút xíu thôi. Đừng có xài nhiều quá nó cũng bị đắng nữa. Ở đây là cô bé có 3 tép tỏi. Rồi cô bé ướp mít. Rồi trong cái xà cái hầm mít đó là cái này là lát cô bé ướp mít nè, còn trong cái hầm mít đó là cô bé có một củ hành tây, nhưng mà hành tây các bạn đừng có bầm hột lựu nha các bạn, cắt sợ gì nè đó, nó cắt sợ y như mình trộn gỏi vậy đó nha các bạn đó. Rồi nửa cái miếng gừng, rồi theo gừng cô bé cũng sắc sợ luôn nè, thấy không đó, sắc sợ luôn. Rồi củ hành tím cô bé cũng sắc sợ luôn nè, chứ không có bầm nhuyễn nha các bạn, mình sắc xeo sợ gì nè đó. Đây là cô bé có 3 cái củ hành tím. Nếu mà bạn nào mà không có ăn tỏi đó thì khỏi cần ướp tỏi, có thể là ướp cây ba rô hoặc ướp hành tím cũng được. Ở đây cô bé có mấy tay núm năm cô nè, một lát cô bé cũng sắc sợ sợ luôn. Là các bạn dùng khoảng chừng một muỗng giấm hoặc 2 muỗng tùy theo nhiều ít nha, nhưng mà phải có một miếng giấm vô nha các bạn. 2 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê hạt nêm. Coi như là cô bé nấu xong rồi cô bé phải dùng tới dầu mè. Dầu mè đó các bạn, thì cái món này nó hơi cầu kỳ, nhưng mà ăn nó đậm đà mà nó rất là ngon. Này á là cô bé có thể là ăn kèm với cái món bánh bao hoặc là bánh mì. Thì nếu các bạn nào thích bánh bao thì mua bánh bao, thích bánh mì thì mua bánh mì. Cô bé thì thích hai thứ luôn. Cô bé mua vừa bánh bao vừa bánh mì, ăn kèm với là dưa leo, ngò gí, ớt. Rồi vậy thôi, không còn gì nữa hết. Giờ mình bắt tay nha, vô làm nha các bạn. Dạ. Đun cô này á là cô bé ngâm, ngâm khoảng 1 tiếng đồng hồ á, rồi cho nó nở. Cô bé dắt nước xả cho thiệt sạch. Rồi giờ mình sắc sợ sợ gì nè các bạn. Tại cái núm này cô bé sợ là núm đông cô nhỏ đó, thành ra cái miếng núm nó hơi nhỏ nha các bạn. Thành ra mình cắt cái sợ coi nó không được đẹp luôn. Rồi nếu mà núm bự nó sắc cái sợ đẹp lắm nè. Cái này núm bự nè, trời nó hơi cầu kỳ tí xíu nhưng mà nó rất là ngon. Coi như cái cùi này á, các bạn nào muốn ăn thì cũng được, mà cái cô bé sợ nó hơi chát chát á, cô bé bỏ bớt cái cùi.
Mình bỏ bớt cái cùi đi, nhiều khi cái cùi nó cũng hơi chát á. Bắt cái chảo lên, bỏ dầu cho nóng đi, dành cô bé chuẩn bị đi làm mít nha các bạn. Cho dầu hơi nhiều nhiều chút xíu nha, cho cái mít mình nó mịn đó, nó có dầu nó mịn với miếng mít lại, nó không có bị cứng cái miếng mít nha các bạn. Giờ dầu nóng á, là cô bé bỏ hành tím vô trước này nha các bạn, cho nó có cái độ thơm á, nó vừa vàng vậy thôi nè, nó thơm thơm vừa rồi nè. Đó, cô bé bỏ gừng vô nha, từ ngõ thì món gì đó. Bỏ gừng vô, xong rồi cô bé bỏ cái nấm đông cô nè, đó nấm đông cô vô mình xào trước, nấm đông cô nó nâu chín đó, mình xào trước. Cái hành tráng chắc lát cái bỏ sao đó mà, mình thấy đứt nè. Thơm quá trời. Còn cái củ hành tây trắng chút xíu mình mới bỏ sao nha các bạn. Xào cho nó săn hết đi rồi mình mới bỏ nước lên, nước dừa lên. Nó mới hút có nhiêu đây nè. Đó, giờ phải hầm thêm nữa, giờ nó hút nó cạn hết, nó sạc cái đường nha các bạn. Càng lâu nó càng thấm, miếng mít nó càng ngon. Mình hầm được khoảng 25 phút rồi nè các bạn. Chuẩn bị tắt lửa các bạn rồi. Rồi, giờ mình tắt lửa nha. Đó, tắt lửa nè, nó ráo rồi nè các bạn nè. Nó ráo như vậy nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn ăn ráo nữa thì dặn thêm nữa, mà mình ăn gì nó sịt sạch thì nó ngon nè. Rồi, giờ múc cái dĩa. Wow, rất là thơm nha. Thơm ngon, bổ dưỡng, sức khỏe, dồi dào. Món này giờ là hiếm lắm á. Cô bé gói miếng dầu mè vô nè cho nó thơm, để nó giữ lại cái độ mít nha các bạn. Đó. Giờ mình đã hoàn thành rồi. Giờ cô bé nhét vô bánh mì và trang trí cho các bạn xem nha. Giờ bánh mì cô bé để đứng nè, tại bánh mì này mình mua nó cũng không có được nóng á các bạn. Là cái bánh mì rồi, bánh mì thì còn mềm hơn mì nãy nữa Ngọc ơi. Giờ cô bé ăn thử nha các bạn. Xin mời các bạn cùng thưởng thức với hai cái. Ăn cái này là phải kèm có dưa leo nhiều nhiều quá, nó ăn nó đỡ ngán nha các bạn. Thơm. Ngon các bạn ơi. Ốc con cái nấm mà nấm cơ quá nó dai dai. Cái mít nó béo béo, nó mềm mềm á các bạn. Đậm đà đúng không các bạn ơi.
ăn rất là ngon luôn. Nhìn cái bánh mì pha lấu cũng được nè. Mì pha lấu mất đó, lạ lắm á. Ngọt, hai món này mất không mở tiệm bánh mì. Thiệt lộn, mở tiệm bánh mì bán. Một luôn. Là bánh mì pate, hai là bánh mì pha lấu mất. Người thấy mất người ăn khỏi chê luôn. Ngon không? Để bạn nào rảnh á, phải làm một thau, một khấu gì đó, cái mình để tủ lạnh tháng cái mình đem ra mình xào sơ cái cái một bánh mì mình nhét vô mình ăn mình đi làm rất là gọn luôn. Những người ăn chay mà không có thời gian làm á thì ngày nào rảnh giỏi nghỉ đó các bạn lên làm một chảo gì đi, để các bạn để tủ lạnh đậy vô kính lại, cái chuyện mà các bạn sáng các bạn đi làm gấp quá không có đồ ăn ăn chay đó, bắt cái chảo lên múc một miếng mít ra xào lại sơ nhét vô bánh mì ăn liền luôn, rất là ngon gọn luôn. Ừ, ngon quá bạn ơi. Ăn cũng miếng gừng thơm quá. Nếu mà các bạn muốn ăn thấy đậm đà hơn thì các bạn cho thêm xíu muối tiêu nha. Chiều với bán bánh mì phải lóc mít đi con kia đi đi giao cho. Ngon quá các bạn ơi. Giờ mình ăn tới bánh bao nha các bạn. Các bạn nào sợ bánh mì nóng á có thể mua bánh bao nè. Đó, bánh bao của bé cũng nhét vô gì nè. Đó, bánh bao không có nhân nữa nha. Mình ăn với bánh bao cũng ngon các bạn, nhưng mà nó không ngon bằng bánh mì. Ngay cho bé chờ đó bụng quá ăn món này các bạn ăn quá trời các bạn, ăn nửa ổng nó nhiều bự. Ăn một cái bánh bao nữa. Ăn cơm cứ ăn một ổ mì luôn á, mới ăn đây hết nửa ổ mì kia. Rồi nó ăn một ổ mì với lại ăn một cái bánh bao. Một ổ mì cái bánh bao các bạn, các bé ăn ghê chưa các bạn? Tại nó quá ngon, tại cái món này là quá ớt cay rồi. Cái món này các bạn thấy như sao? Hồi xưa dưới quê á, đi chùa thầy tổ chức đi chùa mà chùa mít á, trời ơi lên ha kho mít ăn. Các bạn nào mà có ăn chay có từng đi chùa mít đó thì các bạn biết cái món mít, nhưng mà lúc đó làm mít á mấy thầy chỉ là kho đơn sơ thôi chứ không có đậm đà như là của mình làm phá lóng vậy. Tại hồi xưa mà trên quê mà với phần ở chùa mà có vậy ăn là rất là quý là ngon luôn á các bạn. Tại nên mình phái ăn mít á, có khi lên á cái nguyên cái vườn mít của thầy á không còn trái nào hết mà trái non thầy cũng đốt vô làm cho phật tử thôi. Mà cái chuyến xe mà tổ chức đi á của cô bé đó, có cái cô á của tổ chức cô Lan á, cô mà nói thầy ơi ngày mấy ngày mấy con lên vậy đó là thầy vét hết cái vườn mùa mà không có nhận cái mùa mít, mít còn có trái nữa, có lỡ mà trái nhỏ xíu trái non thầy cũng hái đem vô nữa làm ăn nữa. Thì cô bé ăn nó thì rất là đậm đà rất là ngon. Thì các bạn nào mà có thích cái món này á thì cứ bắt tay nhau về nhà ấy, cứ về nhà làm thử món này cho gia đình mình dùng, rồi con cháu hoặc là cho bạn bè những người mà ăn chay giống như mình vậy đó thì ăn thử đi, nó rất là ngon luôn á các bạn ơi. Cô bé bảo đảm nếu các bạn làm ăn không ngon cô bé lại nhà cô bé bắt đền cho, cô bé bắt đền cô bé. Rồi, cô bé chia sẻ cho các bạn bằng thiệt tình luôn á, như cô bé làm ăn sao rồi cô bé chia sẻ y chang vậy đó. Có nhiều bạn nói trời sao cũng coi cô bé y vậy mà sao nấu nó không giống không ngon bằng cô bé lại đang hủ tiếu nói vậy đó. Thì cái video thế này cô bé xin tạm ngừng, chúc các bạn thành công cái món bích phá lấu này. Thì cô bé tạm biệt các bạn, chúc các bạn thành công. Chúc các bạn sức khỏe vui vẻ. Hey, video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Mình là Ú Ù đây. Các bạn hãy nhớ bấm like, share và đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video thú vị sau này của mình nữa. Cảm ơn các bạn và bây giờ là mình chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.